Ngôn tình hôn trộm 55 lần, tập 52, chương 821, gặp người lớn phần 1. Kiều An Hảo không kiềm hãm được, chôn người vào trong ngực Lục Cẩn Niên, sau một lát liền lên tiếng hỏi: "Lục Cẩn Niên, anh có biết trên thế giới này hai chữ êm tai nhất là gì không?" Lục Cẩn Niên vuốt mái tóc dài của Kiều An Hảo hỏi: "Là gì?" Kiều An Hảo hơi ngẩng đầu, tiến tới bên tai Lục Cẩn Niên nhỏ giọng nói: "Ông xã." Thân thể của Lục Cẩn Niên rõ ràng cứng ngắc một chút, cả người bất động, ước chừng một phút mới đột nhiên áp đảo Kiều An Hảo ở trên giường, hôn thật sâu xuống. Nếu có thể, Lục Cẩn Niên thật rất muốn tại đây mà hảo hảo mà yêu thương cô một trận. Chỉ tiếc, chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi. Lục Cẩn Niên hôn Kiều An Hảo lăn qua lộn lại một hồi lâu, cuối cùng thở hổn hển buông cô ra, mở miệng nói, mang theo một tia đè nén: "Kiều Kiều, em có biết trên thế giới này hai chữ êm tai nhất là gì không?" Lục Cẩn Niên tiến tới bên tai cô, nói nhỏ: "Bà xã." "Học cô." Kiều An Hảo đỏ mặt cười một tiếng. Cười xong, cô lại tiến tới bên tai Lục Cẩn Niên nói: "Lục Cẩn Niên, có chuyện em là không phải không nói cho anh biết." "Hả?" "Thật ra thì em đối với anh là vừa thấy đã yêu." Kiều An Hảo dừng lại một chút, nói tiếp: "Nói đúng ra là ngày mà em tránh mưa hôm đó liền thích anh suốt những 13 năm. Từ thời điểm anh nhìn thấy thư tình, cho là cô thích mình 5 năm, sau lại đi trường học mới biết cô vì anh thi được nhất ban. Sau đó anh liền cho rằng cô thích anh từ lớp 10. Nhưng bây giờ cô nói cho anh biết, cô đối với anh vừa thấy đã yêu, thích anh những 13 năm. Lục Cẩn Niên trong nháy mắt này nghe được âm thanh dòng máu chảy ngược của chính mình. Anh nhìn cô chằm chằm rất lâu mới lên tiếng: "Thật khéo, anh cũng yêu em những 13 năm. Bởi vì lúc bình thường, ông Kiều và bà Kiều phải đi làm, nên Kiều An Hảo gọi điện thoại để thương lượng tình huống trước. Thời gian đến nhà thăm hỏi ước định là vào chủ nhật." Sáng sớm hôm đó, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo rời giường. Hai người rửa mặt xong, trước tiên sẽ lái xe đến mộ viên. Mộ của cha mẹ Kiều An Hảo và mộ của mẹ Lục Cẩn Niên không cùng ở một mộ viên, hơn nữa khoảng cách cũng có chút xa. Khi bái tế xong, trở lại thành phố đã là 11 giờ trưa. Lái xe đến Kiều gia, miễn cưỡng kịp thời gian ước định thăm viếng lúc đầu. Ông Kiều mở cửa, Kiều An Hảo hỏi thăm trước, sau đó quay đầu giới thiệu với Lục Cẩn Niên. Thời điểm Lục Cẩn Niên chào hỏi ông Kiều và bà Kiều, biểu hiện chấn định tự nhiên, lễ độ nhún nhường. Kiều An Hảo vốn tưởng rằng thời điểm anh hỏi mình ba Kiều mẹ Kiều thích gì sẽ theo lời mình nói mà chọn mua những loại yêu thích, giống như vậy, lại không nghĩ rằng anh thế mà không giống, cũng mua luôn đủ loại hộp, bao bì, túi chứa hàng, ước chừng chất đầy một góc lớn trong phòng khách Kiều gia. Mẹ Kiều đang trong phòng bếp nhìn người giúp việc nấu cơm, nghe được giọng nói của ba Kiều từ bên trong đi ra, chào hỏi Lục Cẩn Niên rồi kêu anh ngồi xuống. Còn bà thì đi cắt trái cây bưng ra. Kiều An Hảo quan sát một vòng phòng khách, không nhìn thấy bóng dáng của Kiều An Hạ. Đợi đến khi Lục Cẩn Niên trả lời xong mấy vấn đề ba Kiều hỏi, mới lên tiếng: "Chị đâu, không có nhà sao?" "Hạ Hạ, nó ở trên lầu, để thím đi gọi nó." Mẹ Kiều cười tiếp lời. Mới vừa đứng lên thì Kiều An Hảo liền thấy Kiều An Hạ mặc một chiếc đầm màu xanh dương nhạt, ống tay áo dệt bằng vải len, thản nhiên từ trên lầu đạp bậc thang đi xuống. Chương 822, gặp người lớn phần 2. Kiều An Hảo theo bản năng nắm chặt tay một chút, vẫn đợi đến khi Kiều An Hạ đi vào mới mở miệng gọi một tiếng: "Chị." Kiều An Hạ nghe giọng nói của em thì hơi rũ mắt xuống, cách chốc lát mới quay đầu, tầm mắt rơi vào trên người Lục Cẩn Niên, nhìn chăm chăm Lục Cẩn Niên được một lúc mới nhìn lướt qua Kiều An Hảo,
sau đó liền hất cằm, không nói một lời, ngồi vào chỗ trống bên cạnh ba Kiều. Mặc dù Kiều An Hạ chỉ nhìn Kiều An Hảo một cái, nhưng cô vẫn tinh tường bắt được sự lạnh nhạt cùng xa cách trong đáy mắt chị ấy. Thân thể Kiều An Hảo không nhịn được trở nên có chút cứng nhắc. Mẹ Kiều cũng không biết là Kiều An Hạ thích và từng theo đuổi Lục Cẩn Niên, thấy Kiều An Hạ ngồi xuống cũng ngồi xuống theo, còn cười híp mắt mà mở miệng nói: "Vừa định lên lầu gọi con đã đi xuống. À, con có, những thứ kia đều là Cẩn Niên cố ý mua cho con, nó thật là có tâm, đều mua thứ con thích, hơn nữa toàn bộ đều là kiểu mới, đắt lắm đấy." Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh Lục Cẩn Niên, mới chỉ vừa lo tiếp ba Kiều, nói một chút chuyện trên thương trường, cũng không biết đến tột cùng xảy ra những thứ gì, mà bởi vì anh ngồi sát bên Kiều An Hảo, cảm giác được thân thể cô cứng ngắc một cách rõ ràng. Đáy lòng liền hiểu, nhất định là có liên quan tới Kiều An Hạ. Bây giờ nghe mẹ Kiều nói, lập tức lễ phép mà ôn hòa bổ sung thêm một câu: "Thím, con nào biết Kiều tiểu thư thích gì? Đây là Kiều Kiều tự mình chọn trong cửa hàng. Cái túi sách Chanel kia, Kiều Kiều nói rằng Kiều tiểu thư thích màu xanh dương, cũng thích cái màu đỏ. Cuối cùng con cố ý dặn dò con dứt khoát mua hai cái. Thật ra thì cái túi Chanel kia muốn mua tới hai màu sắc là Lục Cẩn Niên. Lúc ấy Kiều An Hảo con buồn bực, tại sao phải làm như vậy? Bây giờ cô nghe vậy, rốt cuộc cô đã hiểu rõ. Sở dĩ Lục Cẩn Niên làm vậy chính là để cho Kiều An Hạ biết rốt cuộc đáy lòng cô có bao nhiêu để ý đến người chị này." Lục Cẩn Niên hiểu cô như vậy khiến cho đáy lòng của Kiều An Hảo thật ấm áp, theo bản năng lên nhìn về phía chị gái mình. Kiều An Hạ giống như căn bản không có nghe được mẹ Kiều cùng Lục Cẩn Niên nói gì, liếc mắt cũng không liếc một cái các loại túi sách hàng hiệu ở bên cạnh, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm tivi đang phát quảng cáo trước mặt. Không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên có chút lúng túng. Bất quá cũng may ba Kiều mẹ Kiều đều là cao thủ cảnh thái bình giả tạo. Đầu tiên ba Kiều khiển trách Kiều An Hạ một câu, sau đó trên mặt liền mang mấy phần áy náy, cười cười với Lục Cẩn Niên chuyển đề tài. Mẹ Kiều cũng lập tức phụ họa tiếp lời. Lục Cẩn Niên cũng làm như mới vừa rồi chuyện gì cũng không xảy ra, tiếp tục cùng với bọn họ tán gẫu. Chỉ là ở chỗ người khác không nhìn thấy, Lục Cẩn Niên lặng lẽ bụng tay chặt Kiều An Hảo. Dù hai người cũng chưa nói, nhưng đáy lòng Kiều An Hảo hiểu đây là anh đang an ủi cô. Kiều An Hảo bị Kiều An Hạ lạnh nhạt, vốn có chút đau lòng, nhưng do cử chỉ lặng yên không tiếng động này của Lục Cẩn Niên nên thư giãn hơn một chút. Người giúp việc chuẩn bị xong bữa trưa, tất cả mọi người lên bàn ăn. Mẹ Kiều biết Kiều An Hảo có bầu, đặc biệt dặn dò người làm cơm nhạt một chút. Chờ mọi người ngồi xuống, mẹ Kiều múc nước thêm cho Kiều An Hảo một chén cháo gà nữa, đưa tới. "Cảm ơn thím." Hai tay Kiều An Hảo nhận lấy chén, mắt thì không kiềm hãm được nhìn Kiều An Hạ ngồi đối diện mình một cái. Cô do dự một chút, cuối cùng đưa chén hướng Kiều An Hạ. Chị uống trước đi. Khuôn mặt Kiều An Hạ vẫn lạnh lùng như cũ, ngồi ở cách chỗ của mình, an tĩnh ước chừng nửa phút mới ngẩng đầu nhìn Kiều An Hảo một cái. Kiều An Hảo cho là Kiều An Hạ muốn đưa tay ra nhận canh kia, kết quả ai ngờ Kiều An Hạ thế nhưng giơ tay lên, trực tiếp từ trong tay mẹ Kiều lấy cái chén mẹ Kiều mới múc, ngay cả một câu cũng chưa nói, trực tiếp cúi đầu cầm cái muỗng húp. Không khí một lần nữa trở nên cô đọng lại. Vẻ mặt Kiều An Hảo trở nên có chút co quắp. Lục Cẩn Niên ngồi ở bên cạnh, trong ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh lẽo, trên mặt rõ ràng có chút không vui. Anh cố gắng khắc chế khó chịu trong lòng, vươn tay lấy chén trong tay Kiều An Hảo qua, sau đó đứng lên ấn cô ngồi trên ghế. "Được rồi, em là phụ nữ có thai, đừng chỉ nghĩ quan tâm người khác, chăm sóc cho mình hãy tốt rồi hãy nói." Nói xong, Lục Cẩn Niên cầm cái muỗng khuấy đều cháo gà một chút, bỏ lớp mỡ trên mặt đi, múc một muỗng tự mình đút cho Kiều An Hảo. Đầu tiên thì ba Kiều có chút không vui,
trừng mắt liếc con gái mình. Sau đó thấy cảnh tượng này, lập tức tiến hành giảng hòa mở miệng nói: Kiều Kiều đúng thật là có phúc lớn, gả cho một người chồng tốt như vậy. Chú đừng nói như vậy, có thể lấy được Kiều Kiều là may mắn của con. Lục Cẩn Niên ôn hòa trả lời một câu, sau đó gắp một món ăn Kiều An Hảo thích ăn, đưa tới bên miệng cô. Đến khi Kiều An Hảo nhốt xuống, Lục Cẩn Niên lại đổi thìa gắp một ít cải mà Kiều An Hảo thích. Như thế lặp lại đến mấy lần, mẹ Kiều lại mở miệng: Cẩn Niên thật đúng là hiểu Kiều Kiều, ngay cả ló thích ăn cải thìa cũng rất rõ ràng. Lục Cẩn Niên chỉ nhếch môi cười yếu ớt một chút, không lên tiếng, khóe mắt dư quang lại liếc mắt Kiều An Hạ đối diện một cái, rõ ràng thấy sắc mặt Kiều An Hạ so với vừa rồi trở nên còn khó nhìn hơn. Kiều An Hảo là rất quan tâm người chị này, cho nên anh mới muốn giúp cô bảo vệ người chị này. Nhưng mà điều kiện tiên quyết để bảo vệ là anh muốn cho Kiều An Hảo vui vẻ, không phải cho cô đến đây để bị khinh bỉ. Từ đầu đến cuối, có lỗi với Kiều An Hảo chính là Kiều An Hạ. Cô cho dù đáy lòng Kiều An Hạ không vui, có chút khó chịu, đó cũng là Lục Cẩn Niên anh có lỗi với cô, làm sao có thể trút giận lên Kiều An Hảo. Anh không thể trở mặt với cô, nhưng cũng không đại biểu cho anh không có biện pháp, không để cho cô so với Kiều An Hảo, tâm càng thêm bế tắc. Lục Cẩn Niên nghĩ, lại gắp một miếng cá lư hấp, lựa xương cá sạch sẽ, đặt vào trong chén Kiều An Hảo. Thậm chí, thừa dịp Kiều An Hạ gắp thức ăn, thời điểm nhìn về phía anh và Kiều An Hảo bên này, anh còn tệ hại hơn, rút khăn giấy, muốn bao nhiêu ân cần thì có bấy nhiêu ân cần, chùi nước của món ăn nơi khóe môi Kiều An Hảo. Kiều An Hảo trước khi tới đã báo cho ba Kiều và mẹ Kiều chuyện cô và Lục Cẩn Niên muốn chuẩn bị hôn lễ. Mặc dù Kiều An Hảo không phải con ruột của họ, nhưng vẫn là con nuôi hơn 10 năm, giống như bọn họ gả con gái ruột thịt. Điều đặc biệt, vui mừng, thậm chí vừa ăn cơm vừa thảo luận hôn lễ rốt cuộc nên làm như thế nào. Thời điểm nói xong lời cuối cùng, mẹ Kiều còn nghiêng đầu cười tủm tỉm hướng Kiều An Hạ mở miệng: Hạ Hạ, lúc nào thì con và Trình Dạng muốn làm hôn lễ? Nếu như sau Kiều Kiều và Cẩn Niên, con và Trình Dạng làm phù dâu phù rể cho chúng nó, nếu như làm trước chúng nó, ư thì ngược lại. Kiều An Hạ vốn là trong lòng không có cảm giác, bây giờ nghe tên Trình Dạng, nghĩ đến lần trước sau khi anh nói chia tay với cô, đến bây giờ đã trải qua hơn nửa tháng, một cú điện thoại cũng không gọi, tâm tình càng trở nên khó chịu, không nhịn được nữa, lập tức ném chiếc đũa cầm trong tay, bốp một cái lên mặt bàn. Chương 824: Gặp người lớn, phần 4. Hạ Hạ, mẹ Kiều bị hành động này của Kiều An Hạ làm sợ hết hồn, không nhịn được một tiếng kêu tên cô. Kiều An Hạ ngoảnh mặt làm ngơ, đứng thẳng lên, lạnh giọng nói một câu: Con ăn no rồi. Sau đó không đợi những người khác trên bàn ăn có phản ứng, trực tiếp xoay người mà rời đi. Từ lúc Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên tới cửa đến bây giờ, không biết là lần thứ mấy Kiều An Hạ làm cho không khí lúng túng như vậy. Cho dù ba Kiều luôn luôn cưng chiều cô, cũng không nhịn được phát hỏa: Kiều An Hạ, con trở lại cho ta. Bước chân Kiều An Hạ cũng không dừng, trực tiếp kéo cửa phòng ăn đi ra ngoài, thuận tiện còn muốn bỏ lại âm thanh bùng nổ đằng sau. Ba Kiều tức giận, lồng ngực phập phồng đứng lên: Quả thực là quá đáng rồi, còn có một chút phép tắc hay không? Rốt cuộc vẫn là mẹ ruột, không đành lòng để con gái bị người chê cười. Mẹ Kiều nhịn không được, bao che ở mở miệng giải thích: Mấy ngày nay tâm tình Hà Hạ luôn không tốt, đã lâu Trình Dạng nó không có tới, không biết là bận việc hay là hai đứa đang xích mích, vừa mới nhắc tới Trình Dạng là nó đã phát hỏa. Ba Kiều nghe nói như thế thì lửa giận hơi giảm đi một chút. Mẹ Kiều vội vàng gắp thức ăn cho ba Kiều, thuận tiện nói chuyện cùng Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Được rồi, chúng ta ăn cơm, mặc kệ Hạ Hạ, từ nhỏ tính khí nó đã vậy rồi. Mặc dù đáy lòng ba Kiều còn có chút không vui, nhưng ngại vì Lục Cẩn Niên ở đây, cũng chỉ có thể đè ép lửa giận, đổi khuôn mặt tươi cười, tiếp tục cùng Lục Cẩn Niên thương lượng chuyện kết hôn. Hôn lễ ở khách sạn, còn có áo cưới,
đã chọn xong chưa? Đang chuẩn bị bắt đầu chọn ạ. Lục Cẩn Niên dễ tính trả lời, giọng nói vững vàng, giống như việc Kiều An Hạ vừa mới gây sự vốn không tồn tại. Bà Kiều cất tiếng nói, Kiều Kiều có bầu, khẳng định là không có nhiều tinh lực như vậy. Các con có gì cần, mặc dù làm phiền thím các con, nhưng đã nhiều năm trước, bà ấy ngày ngày lẩm bẩm muốn chuẩn bị hôn lễ cho Hạ Hạ cùng Kiều Kiều. Mẹ Kiều quả thật rất vui vẻ, cười đến không khép miệng được. Các con đến lúc đó cứ chọn nơi cử hành, những thứ vặt vãnh khác thì để thím giúp các con. Dạ, cảm ơn thím. Lục Cẩn Niên thành khẩn nói một tiếng. Chỉ là có thể là hôn lễ phải nhanh một chút, Kiều Kiều bụng lớn, mặc áo cưới cũng khó coi, cho nên sẽ có chút gấp gáp ạ. Không sao không sao, hôn lễ nhanh một chút mới thể hiện rõ là vui mừng sốt ruột. Mẹ Kiều hoàn toàn không ý kiến, tạm ngưng, vừa nhìn về phía bà Kiều. Phải tìm người tính ngày hoàng đạo, càng nhanh càng tốt ông ạ. Kế tiếp, đầu đề đàm luận, toàn bộ đều là vây quanh hôn lễ, không khí nhiệt tình, hòa thuận. Bởi vì có Lục Cẩn Niên ở đây, nên ba Kiều uống một chút rượu. Có thể lớn tuổi, tửu lượng cũng không tốt, rõ ràng là không uống bao nhiêu, nhưng cũng có chút say. Cuối cùng trò chuyện một chút, người đàn ông sống hơn nửa đời, thế nhưng hồng vành mi mắt, chỉ vào Kiều An Hảo hướng về Lục Cẩn Niên nói. Ta nhìn Kiều Kiều từ nhỏ đến lớn, sau 10 tuổi, ba mẹ nó qua đời, sau này vẫn là ta mang theo nó cư mang. Mặc dù nó không phải là con gái ruột thịt của ta, nhưng mà ở trong lòng ta vẫn đối xử với nó như con gái ruột. Ở ngay cả Kiều gia này, ta đều cho nó phân nửa. Ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu con đối xử tử tế với nó, nghe chưa? Kiều An Hảo mặc dù bị phản ứng của Kiều An Hạ chọc cho đáy lòng có chút khổ sở, nhưng nhìn đến ba Kiều, mẹ Kiều nhắc nhở chú ý hôn lễ, hiện tại ba Kiều lại nói những lời như vậy, đáy lòng khổ sở trong nháy mắt bị cảm động cùng ấm áp bao trùm. Mặc dù ba Kiều và mẹ Kiều không phải là cha mẹ đẻ của cô, nhưng trong nháy mắt này cô cảm nhận được tình cảm gia đình. Một đêm kia, Lục Cẩn Niên nói với cô làm hôn lễ, cô cũng không có cảm giác nhiều lắm, chỉ coi là một nghi thức. Nhưng bây giờ đáy lòng lại tràn đầy chờ mong tới hôn lễ. Cả quá trình chuẩn bị hôn lễ, Kiều An Hảo không hề làm gì, toàn bộ đều là mẹ Kiều, Lục Cẩn Niên, Triệu Manh cùng 4 người phụ tá hoạt động. Chỉ là có chuyện gì, mọi người cũng sẽ vẫn tới đây để hỏi ý kiến cô, lớn như là chọn khách sạn, nhỏ như là bánh kẹo cưới, nhất nhất đều theo ý cô. Tiếc nuối duy nhất là từ lúc Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên tới cửa thăm ba Kiều và mẹ Kiều, nói muốn cử hành hôn lễ, đến bây giờ hôn lễ cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng Kiều An Hạ vẫn không liên lạc với Kiều An Hảo. Thỉnh thoảng Kiều An Hảo sẽ gửi tin nhắn hoặc là gọi điện thoại cho Kiều An Hạ, cũng chỉ là đá chìm xuống biển, không có hồi âm. Thời điểm hôn lễ còn một tuần, Lục Cẩn Niên cùng với Kiều An Hảo đi bệnh viện khám thai. Lục Cẩn Niên đăng ký với bác sĩ phụ sản tốt nhất Bắc Kinh. Mặc dù khoa phụ sản có nhiều chỗ cấm đàn ông vào bên trong, nhưng Lục Cẩn Niên vẫn cố gắng đi theo bảo vệ, không rời Kiều An Hảo nửa bước, ngó trước nhìn sau mà hầu hạ. Lúc siêu âm, Lục Cẩn Niên chỉ có thể theo Kiều An Hảo đến lối vào hành lang. Anh cẩn thận dặn dò Kiều An Hảo vài câu mới thả cô đi vào. Kiều An Hảo ngồi một chỗ, đợi 10 phút, rốt cuộc nghe bên trong gọi tên mình. Cô đứng lên, lúc đi vào, vừa vặn bên trong có người vừa mới làm xong siêu âm, từ trên giường xuống. Kiều An Hảo nhìn bóng lưng có chút quen mắt, không nhịn được mấy lần, cho đến khi người nọ mình nghiêng mặt sang một bên, cô mới bật thốt lên, chị Tương Tư. Tống Tương Tư gần đây vẫn cảm thấy thân thể không thoải mái, cô ý tới bệnh viện làm kiểm tra, sợ bị mấy tên săn ảnh chụp lung tung. Cô còn cố ý chọn bác sĩ giỏi nhất tiếp nhận trị liệu riêng tư, lại không nghĩ rằng vẫn bị người nhận ra, theo bản năng bị dọa cho phát hoảng. Sau đó quay đầu thấy Kiều An Hảo, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, giơ môi
Tiểu Kiều, đến để khám thai sao? Vâng, thật là đúng dịp. Kiều An Hảo nở nụ cười, nghĩ tới đây là siêu âm, vì vậy không nhịn được tò mò mà hỏi một câu. Tương Tư, vậy chị... Kiều An Hảo chỉ chính bụng mình, ám hiệu ý là mang thai. Không có. Tống Tương Tư cười khẽ một tiếng, lắc đầu. Chính là thật lâu, chị cũng không kiểm tra sức khỏe, tới đây lẻ lạc làm kiểm tra chung thôi. Vâng. Kiều An Hảo không nghi ngờ gì đáp một tiếng, thấy Tống Tương Tư bên chân đi giày cao gót hơn mười mấy phân. Trong nháy mắt, cảm giác mình vừa mới suy nghĩ nhiều quá, vì vậy lên vừa cười vừa hỏi. Thân thể vẫn khỏe chứ? Vô cùng tốt. Tương Tư sửa quần áo ngay ngắn, sau đó nhìn một cái bụng bằng phẳng của Kiều An Hảo. Bảo bảo vẫn tốt chứ? Kiều An Hảo gật gật đầu một cái. Cũng vô cùng tốt. Đôi môi đỏ mọng của Tống Tương Tư nở nụ cười, đeo khẩu trang cùng kính mắt. Chị còn có chút việc, chị đi trước, em kiểm tra đi, chờ hôn lễ của em. Vâng, hẹn gặp lại chị Tương Tư. Âm thanh của Kiều An Hảo hạ thấp, Tống Tương Tư chỉ gật đầu một cái, liền ôm túi của mình mà rời đi. Tống Tương Tư thấy bác sĩ đi trước, cách một lát liền từ trong ra ngoài, trực tiếp đến thang máy, một đường xuống lầu, đi đến chỗ bãi đậu xe ngầm. Cô ngồi ở lại trên xe mình, dừng một lát mới tháo kính trên mặt xuống. Cô không cho xe chạy, vẻ mặt thật bình tĩnh, nhìn chằm chằm ngay phía trước cửa kính xe một hồi thật lâu, sau đó kéo túi của mình, từ bên trong rút ra báo cáo vừa kiểm tra. Xuyên thấu qua bao mở khóa kéo rộng, có thể nhìn thấy bên trong có thả hai hộp vitamin B11. Kinh nguyệt của cô từ trước đến nay rất chính xác, kết quả hiện tại chậm trễ một tháng, đáy lòng cô mơ hồ hiện lên dự cảm xấu. Thừa dịp xế chiều hôm nay không có công việc, Hứa Gia Mộc ở công ty, một mình cô len lén tới bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả không ngờ, dự cảm trở thành sự thật, cô mang thai. Một tháng có bầu, so với thai nhi trong bụng Kiều An Hảo, nhỏ tháng một chút, đứa bé của Hứa Gia Mộc. Nói cách khác, chính là đứa bé trong bụng cô, muốn gọi đứa bé trong bụng Kiều An Hảo là anh hoặc chị. Cô và Hứa Gia Mộc làm việc này vẫn luôn có biện pháp tránh thai. Mặc dù y học nói bao ngửa thai sẽ không ngửa thai 100%, nhưng là tối thiểu cô và hắn cùng nhau dây dưa qua 7 năm, cô không có một lần trúng bầu. Nhưng ai biết bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thẳng thắn mà nói, cô không bài xích đứa bé này. Tuổi của cô không nhỏ, cô đã từng liều mạng mà cố gắng cùng phấn đấu là vì thoát khỏi nghèo khó. Nhưng bây giờ cô không nghèo nữa, cô không muốn một cuộc đời lạnh lẽo, cô quạnh trong thành thị Bắc Kinh tiếp tục qua đi. Cô rất muốn một gia đình, có một đứa bé xinh đẹp cùng với cô lớn lên. Qua một thời gian, cô gái bình thường trôi qua cuộc sống gia đình ấm áp mà an định. Nhưng là cha đứa bé này, 5 vạn đồng tiền mua cô 7 năm, chưa tới một tuần nữa, chính là vào năm thứ 8. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn lại không có một điểm muốn kết hôn với cô. Tống Tương Tư nghĩ đến đây, đầu mơ hồ nổi lên một tia thương cảm, đáy mắt tràn ngập ưu thương, nhìn chằm chằm tấm giấy báo mang thai. Từ trước đến giờ, tự mình cố gắng, đáy mắt liền hiện lên một màn luống cuống. Qua hồi lâu, Tống Tương Tư mới cầm báo cáo trong tay, lung tung nhét vào túi sách, sau đó cho xe chạy, chậm rãi mà lái đi. Cô bâng quơ theo dòng xe chạy, xe đậu trước mặt cô cũng ngừng, trước mặt xe đi cô cũng đi. Dọc theo con đường đi, trong đầu cô suy nghĩ rất nhiều việc. Cô có muốn gọi điện thoại cho Hứa Gia Mộc hay không, nói cho hắn biết cô mang thai, sau đó liền thuận tiện xem hắn có thể bởi vì đứa bé phụ trách tối nay với cô hay không. Nhưng là nếu trong lòng hắn không muốn kết hôn với cô, vì đứa bé mới đồng ý cưới cô thì làm sao? Cô yêu hắn, cũng muốn gả cho hắn, nhưng là lại càng muốn để cho hắn cam tâm tình nguyện cưới cô. Huống chi cô cũng không muốn máu mủ trong bụng mình là lợi thế để cô bức hôn. Tống Tương Tư thở dài một hơi, phát giác mình thế nhưng bất chi bất giác lái xe đến công ty Hứa Thị.
Cô lái xe chậm rãi ngừng lại, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn một cái cao ốc cao vút trong mây. Do dự hồi lâu, vẫn là lái xe đi vào bãi đỗ xe của Hứa Thị. Sau đó nhét báo cáo vào trong túi sách, giơ lên, xuống xe, trực tiếp đến thang máy, lên tầng cao nhất. Tống Tương Tư đi theo Hứa Gia Mộc tới Hứa Thị mấy lần, biết phòng làm việc của hắn ở nơi nào. Có thể buổi chiều có việc, thế nhưng phòng làm việc thư ký không có một bóng người. Tống Tương Tư liền dứt khoát đi tới phòng làm việc của Hứa Gia Mộc. Cửa phòng không đóng, Tống Tương Tư đẩy ra, bên trong trống rỗng, không có một bóng người. Cô chuẩn bị ngồi ở ghế salon chờ Hứa Gia Mộc, lại nghe được từ phòng phía sau có giọng nói nhỏ nhẹ. Tống Tương Tư nhăn nhăn mặt, bên trong phòng nghỉ có người. Cô vừa mới chuẩn bị lấy túi đặt trên ghế salon, sau đó liền đi lên thảm, đi về phía phòng nghỉ. Đến gần, cô tinh tường nghe đến bên trong truyền đến một giọng nữ. Gia Mộc, anh đồng ý em đấy. Hôm nay tan tầm, đi xem phim với em. Làm sao anh có thể trong lúc bất chợt liền thay đổi? Bước chân của Tống Tương Tư dừng lại tại chỗ. Cô giơ lên túi mang tay, không nhịn được nữa gia tăng hơi sức. Cửa phòng nghỉ hơi mở, mặc dù cô cách cửa có một khoảng cách, nhưng thị lực vẫn rất tốt, vẫn tinh tường nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, còn trẻ và xinh đẹp, nằm lì ở trên giường, nắm cánh tay Hứa Gia Mộc không ngừng lắc. Hứa Gia Mộc giống như là mệt chết đi, nhắm mắt lại, không có chú ý tới cô ta. Cô gái trẻ cong môi. Gia Mộc, em chạy đến nơi này tìm anh, hiện tại anh cũng không nói với em một câu à? Theo cô gái phía sau liên tiếp kiểu mị, cô lắc lắc tay Hứa Gia Mộc, sức lực lớn hơn rất nhiều. Hứa Gia Mộc bị nhiễu không thể ngủ, mở mắt. Thiên Thiên, đừng làm rộn, anh thật sự vô cùng mệt mỏi, không phải công ty hoạt động ở lầu dưới sao? Em trước qua chơi một lúc, có được hay không? Em không. Cô gái mang tên Thiên Thiên, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt. Sau đó người liền nằm trên người của Hứa Gia Mộc, ôm chặt cổ của hắn nói. Gia Mộc, Lục Cẩn Niên cùng chị Kiều Kiều đều đã muốn kết hôn, lúc nào chúng ta cử hành hôn lễ? Tống Tương Tư nghe được câu này, chỉ là cảm giác có một cỗ lạnh lẽo theo chân của mình một đường leo lên, cuối cùng trải rộng toàn thân. Ngày tiếp theo, trái tim của cô vốn nóng bỏng nhiệt huyết cũng bị đóng băng lại. Cô không chớp mắt nhìn hai người bên trong, an tĩnh không phát ra tiếng vang. Đợi ước chừng nửa phút, cô nghe âm thanh Hứa Gia Mộc thật hấp dẫn truyền đến. Chờ em tốt nghiệp đại học rồi hãy nói, ngoan, để cho anh ngủ một lát. Gia Mộc, em muốn cử hành hôn lễ tại giáo đường. Hơn nữa, em thấy hôn lễ Kiều Kiều bố trí rất là xinh đẹp. Đến lúc đó, anh cũng phải cho em một hôn lễ như vậy. Tống Tương Tư nghe đến đó, rốt cuộc có phản ứng. Đầu tiên là cô rũ mắt xuống, sau đó liền nhanh chóng xoay người, bước rất nhẹ, thật nhanh mà rời đi. Tống Tương Tư không biết là mình đã xuống lầu như thế nào. Nói tóm lại, đợi đến khi cô tỉnh hồn lại, người đã ngồi trong xe. Ánh sáng trong hầm đậu xe rất tối, trong xe rất an tĩnh, toàn thân của cô cứng ngắc. Trong đầu cô bồng bềnh, toàn bộ đều là đoạn đối thoại của Hứa Gia Mộc cùng cô gái kia. Thì ra là Hứa Gia Mộc đã có vị hôn thê. Thì ra là lúc hắn tới tìm cô, đáy lòng thật sự là nửa điểm muốn kết hôn cùng cô cũng chẳng có. Là cô quá mềm lòng, bị hắn ôm uất ức, hề hề nói một câu anh mệt quá, tâm tư của cô liền mềm nhũn, yên tâm trong kiên trì để cho hắn ở nhà mình, cùng với hắn chịu đựng qua một đoạn thời gian khó khăn. Cô đối với hắn mà nói, mặc kệ là hiện tại hay là 7 năm trước, thủy chung đều là dùng tiền có thể mua được. Là cô quá đề cao mình, cho là sức quyến rũ của mình vô biên, hắn sẽ yêu mình. Lồng ngực của Tống Tương Tư có chút trở nên phập phồng. Một giây kế tiếp, cô lại đột nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho bác sĩ làm kiểm tra cho mình buổi chiều. Bác sĩ Tưởng, tôi là Tương Tư, bác sĩ giúp tôi hẹn thời gian, tôi muốn phá thai. Càng nhanh càng tốt. Thứ tư tuần sau? Không được, ngày đó là ngày hôn lễ bạn tôi phải tham gia. Được, lùi xuống thứ sáu,
hẹn gặp lại. Tống Tương Tư cúp điện thoại, nước mắt cuối cùng không thể nhịn được, giống như là trân châu liên tiếp rơi xuống. 7 năm, từ ban sơ không dành việc đời, đến bây giờ thành thục lão luyện, cô dành tất cả tốt đẹp nhất đều cho hắn. Nhưng là chưa từng đổi lấy một kết quả nào tốt. Cả đời người có thể ngu, cũng có thể tùy tiện, tuy nhiên không thể ngu nhiều lần, tùy tiện nhiều lần. Cô một thân nghèo khổ ở nông thôn nhỏ, dù đã từng bán mình cứu cha, nhưng cuối cùng cô là gái bán mình, cho nên cô có cái gì xứng đáng xuất thân với hảo môn Hứa thiếu gia. Cuối cùng cô rơi vào kết cục như vậy là do cô gieo gió gặp bão, là ý nghĩ cô kỳ lạ, là cô si tâm vọng tưởng. Tống Tương Tư biến sắc, có chút ít tái nhợt, toàn thân cô run lên lợi hại, cuối cùng lại đột nhiên cầm lên báo cáo mang thai một bên, xé thành từng mảnh nhỏ. Ngày tiếp theo, xách vitamin B11 trong túi, sau đó đẩy cửa xe, xuống xe, đi tới trước thùng rác, không nháy mắt, đều ném vào, một lần nữa trở về trên xe, đeo dây an toàn, liền nhấn ga mà rời đi. Tối nay, Kiều An Hảo hẹn một người khách hàng ở khách sạn Bắc Kinh ăn cơm. Không thể nghĩ đến, phải một tháng cũng không liên lạc chỉnh dạng. Người khách hàng kia tuy có chút khó dây dưa, vẫn không ngừng rót rượu cho cô uống. Tửu lượng Kiều An Hạ cũng không tệ, nhưng lại không chịu được, vừa ngồi vào liền không ngừng uống. Trên đường Kiều An Hạ thật sự có chút không chịu nổi, để cho thư ký của mình cùng với người khách hàng kia, sau đó tìm một cái cớ từ trong phòng ra ngoài. Kiều An Hạ đóng cửa, đối diện cửa phòng vừa vặn mở ra. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái thì thấy Trình Dạng mặc một cái áo sơ mi màu xanh ngọc, áo mũ chỉnh tề, trên mặt nụ cười hướng về phía trong phòng, nói một câu: "Tôi về ngay." Liền thuận thế đóng cửa lại. Trình Dạng xoay người thì thấy Kiều An Hạ đối diện hành lang. Vẻ mặt của hắn cứng ngắc hạ xuống, sau đó vẫn đứng im tại chỗ bất động, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kiều An Hạ. Kiều An Hạ bình tĩnh đứng ở cửa, nhìn lại Trình Dạng, ước chừng một phút, nhìn thấy hắn không muốn tiến đến, sau đó liền hào phóng, không cố chấp xoay người, đi tới về phía phòng vệ sinh. Trình Dạng đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Kiều An Hạ, ánh mắt ảm đạm đi mấy phần. Hắn đối với cô mà nói, cuối cùng cái gì cũng không còn. Giữa hắn và cô không thể không cãi nhau, náo qua. Nhưng mỗi một lần đều là hắn cúi đầu. Duy chỉ có lần này, hắn vẫn chịu đựng, nhịn một tháng. Cô điện thoại không gọi một lần, tin nhắn cũng không. Hiện tại gặp mặt, cô nghiễm nhiên xem hắn trở thành người xa lạ. Nghĩ tới đây, Trình Dạng không nhịn được lắc đầu, cười khổ một cái, đi theo sau lưng Kiều An Hạ, cũng đi hướng toilet. Không biết là do uống rượu hay nguyên nhân Trình Dạng cũng đi theo phía sau. Kiều An Hạ sắp đến gần cửa phòng rửa tay, thế nhưng không cẩn thận bị trượt chân, người suýt nữa té ngã té trên mặt đất. Cũng may Trình Dạng đi theo phía sau cô, phản ứng rất nhanh, vươn tay kéo thân thể của cô trở lại, mở miệng nói, mang theo vài phần lo lắng: "Bị trượt chân rồi sao?" Kiều An Hạ không nói ra tại sao, đang nghe Trình Dạng nói những lời này, tâm tình bị đè nén lâu như vậy, thế nhưng như kỳ tích, dễ dàng rất nhiều. Vẻ mặt của cô thoạt nhìn vẫn cao ngạo như trước, nhưng ánh mắt lại nhịn không được, nhìn chăm chăm Trình Dạng nhiều hơn. Trình Dạng thấy cô không lên tiếng, cau mày, không hề nghĩ ngợi liền ngồi xuống, muốn kiểm tra cổ chân của Kiều An Hạ. Kết quả vừa đụng tới dây giày, Trình Dạng nghe giọng nói lạnh lùng của Kiều An Hạ truyền đến: "Trình tiên sinh, nếu nhớ không nhầm thì chúng ta đã chia tay, anh cảm thấy làm như vậy thích hợp sao?" Trình Dạng nhất thời khựng lại, anh ngồi xuống bên chân Kiều An Hạ, im lặng chừng 5 giây, đột nhiên đứng lên, liếc mắt thật sâu nhìn Kiều An Hạ, cuối cùng gật đầu, lễ phép mà xa cách nói: "Thực xin lỗi, Kiều tiểu thư, quấy rầy cô rồi." Nói xong, Trình Dạng còn nở một nụ cười không thể nào bắt bẻ được với Kiều An Hạ, rồi trực tiếp cất bước đi vào toilet nam,
để lại một mình Kiều An Hạ đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Trình Dạng cứ như vậy mà bỏ đi. Trước kia cô và anh cũng hay giận dỗi, mỗi lần anh đều nói xin lỗi cô, còn cô cũng tỏ ra mặt lạnh. Nhưng anh luôn dịu dàng dỗ dành cô. Rõ ràng mới vừa rồi anh còn rất quan tâm đến cô mà, tại sao đột nhiên lại tỏ ra lạnh lùng bỏ đi? Kiều An Hạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi Trình Dạng từ bên trong toilet đi ra, cô mới nháy mắt gọi tên anh. Trình Dạng. Trình Dạng dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Kiều An Hạ, chỉ lạnh lùng hỏi: có chuyện gì không, Kiều tiểu thư? Trình Dạng cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, Kiều tiểu thư, giọng điệu lạnh nhạt giống như căn bản hai người bọn họ không hề có quan hệ gì. Kiều An Hạ kinh ngạc há hốc miệng, không biết nên nói gì tiếp. Thoạt nhìn, Trình Dạng có vẻ rất không kiên nhẫn. Đợi trong chốc lát, thấy Kiều An Hạ không lên tiếng, thì lễ phép nhàn nhạt mở miệng: thật xin lỗi, Kiều tiểu thư, tôi còn có chút việc, xin lỗi không tiếp được rồi. Lần này, Trình Dạng không chờ Kiều An Hạ có phản ứng, trực tiếp đi qua bên cạnh cô, cất bước mà rời đi. Kiều An Hạ mãnh liệt quay đầu lại, nhìn theo bóng dáng Trình Dạng, phát giác bản thân mình, thế mà so với anh, ở đêm kia nói lời chia tay, còn kinh hoàng hơn. Trình Dạng lúc này đây và trước kia không giống nhau. Giận thật rồi sao? Nói chính xác hơn, giống như trong lúc đó, cô và anh thật sự không hề dây dưa với nhau. Đúng là kỳ quái, không liên quan sẽ không hề dây dưa. Không thấy buồn đau, thậm chí cô dưới đáy lòng lại còn cảm thấy buồn là sao? Kiều An Hạ mất hồn mất vía đi vào toilet. Xong việc, khi cô đứng ở bồn rửa tay, trong đầu vẫn còn nghĩ tới chuyện về Trình Dạng. Kỳ thật, đôi khi thật sự so với tiểu thuyết còn càng thần kỳ hơn nhiều. Đêm nay không đơn thuần là Kiều An Hạ và Trình Dạng tham gia trong khách sạn lớn ở Bắc Kinh, ngay cả Lâm Thi Ý cũng ở đây. Hơn nữa, Lâm Thi Ý và Trình Dạng còn tham gia cùng một bữa tiệc. Lâm Thi Ý từ toilet kế bên đi ra, đến trước bồn rửa mặt, trước rửa tay sạch tay, lúc soi gương trang điểm lại, phát hiện người đứng bên cạnh mình tay vẫn để dưới vòi nước, giống như đang mất hồn, cả nửa ngày cũng không có một động tác nào khác. Cô ta tò mò nhịn không được, chăm chú nhìn thêm, liền cảm thấy người này hơi quen mặt. Cau mày suy nghĩ một hồi lâu mới bất giác nhớ lại, không phải là chị của Kiều An Hảo, là Kiều An Hạ sao? Lúc trước cô suýt nữa đã bị người phụ nữ này cầm dao mà hủy dung rồi. Thật không nghĩ đến là oan gia ngõ hẹp, thế mà hôm nay lại gặp mặt nhau. Lâm Thị Ý nghĩ đến đây liền ngoắc ngoắc môi, đóng lại hộp phấn lót trong tay, nở nụ cười kiều mị nói: ôi, đây không phải là Kiều An Hạ, Kiều đại tiểu thư sao? Thật sự là lâu không gặp nha. Bản thân Kiều An Hạ đang đắm chìm trong suy nghĩ, căn bản không nghe được lời người bên cạnh nói gì, một chút phản ứng cũng không có. Nhưng thật ra đêm nay Kiều An Hảo cũng ăn cơm ở khách sạn lớn Bắc Kinh, khi nghe đến ba chữ Kiều An Hạ, chố mắt cầm di động. Đó là tiếng của Lâm Thi Ý. Nói vậy chị và Lâm Thi Ý đều ở bên ngoài. Kiều An Hạ theo bản năng rút khăn giấy, sau đó chợt nghe đến giọng nói của Lâm Thi Ý truyền đến: Kiều đại tiểu thư, sẽ không phải là người hay quên chứ, không nhớ rõ tôi là ai à? Lâm Thi Ý lần thứ hai mở miệng làm Kiều An Hạ hơi tỉnh táo lại. Cô nhẹ nhàng chuyển động trong mắt, thờ ơ nhìn lướt qua Lâm Thi Ý, sau đó dưới vòi nước rửa tay sạch sẽ, đóng vòi nước, lau khô tay, bộ dáng chuẩn bị rời đi. Lâm Thi Ý làm sao chịu để Kiều An Hạ đi? Cô không cần suy nghĩ, liền chắn trước mặt Kiều An Hạ. Kiều đại tiểu thư, cô gấp gáp rời đi như vậy làm gì? Tôi còn có việc muốn nói cùng cô mà. Kiều An Hạ vòng hai tay trước ngực, thái độ cao ngạo hơn rất nhiều so với Lâm Thi Ý. Trên mặt nở nụ cười khẽ, biểu lộ sự khinh thường không chút che giấu. Nói chuyện với tôi, cô xứng à? Ở phòng kế bên, Kiều An Hảo nghe Kiều An Hạ nói những lời này, nhịn không được liền cười ra tiếng. Cùng Kiều An Hạ so cái gì, cũng có thể so thắng được cô, nhưng chớ cùng cô mà so kiêu ngạo,
Người kia rõ ràng là rất mềm lòng, nhưng miệng lại cứng như đá. Một câu của Kiều An Hạ khiến cho Lâm Thị Ý lập tức tức giận. Đến lúc này rồi, cô còn giả bộ lên mặt đại tiểu thư trước mặt tôi. Người khác không biết, nhưng tôi biết. Người trong lòng cưới em gái của mình, thế nào? Tư vị này khẳng định là rất khó chịu chứ. Nháy mắt, sắc mặt của Kiều An Hạ lạnh như băng đến cực hạn. Ở trong phòng kế bên, vốn là Kiều An Hảo, vừa bị câu nói kia của Kiều An Hạ chọc cười đầy mặt, liền đờ đẫn. À, không riêng gì chuyện đó, tôi còn nghe nói Trình Dạng chia tay với cô. Trong giọng nói của Lâm Thi Ý có các loại đắc ý đến trầm biếm. Đúng rồi, không phải là Trình Dạng bỏ cô đấy chứ, cho nên cô mới thất hồn lạc phách như vậy. Tôi nói cho cô biết, cô cũng đừng có ý nghĩ kỳ lạ. Cô không chiếm được Lục Ảnh Đế, cô cũng không chiếm được Trình Dạng. Suy nghĩ một chút, Kiều đại tiểu thư thật đúng là đáng thương. Chẳng qua tôi cảm thấy có lẽ là Kiều đại tiểu thư đề cao bản thân mình quá rồi. Đừng tưởng rằng mình là thiên kim đại tiểu thư thì người khác sẽ xoay quanh cô. Kiều An Hảo ở phòng kế bên nghe thấy mấy câu này, trong lòng bốc lửa. Cô không hề nghĩ ngợi đứng lên, vội vàng đẩy cửa phòng ngăn, đem di động đang cầm trong tay đi qua đập lên người Lâm Thị Ý. Lâm Thị Ý, cô câm miệng cho tôi. Cô không nói chuyện người ta cũng không có coi cô là đồ câm, đồ điếc. Di động đập trúng Lâm Thị Ý làm cô đau đến hét lên. Sau đó Kiều An Hạ đồng thời quay sang nhìn Kiều An Hảo. Lúc Kiều An Hảo nhìn vào mắt Kiều An Hạ, chỉ liếc nhìn nhau chút xíu rồi có hơi chột dạ tránh đi. Sau đó đi tới trước mặt Lâm Thị Ý. Lâm Thị Ý, tôi nói chứ sao cô mãi chẳng khá lên được. Lần nào cũng không chiếm được nửa điểm tốt, lúc nào cũng phải nhảy nhót trước mặt người khác như con khỉ. Tôi thật sự chưa từng gặp qua người nào đê tiện giống như cô vậy. Còn nữa, trận chung kết nữ chính Hollywood, Triệu Phi Yến múa trống là cô đã cố ý ăn cắp ý tưởng của tôi. Kiều An Hảo, cô đừng ngậm máu phun người. Cô có chứng cứ gì chứng minh tôi ăn cắp ý tưởng của cô? Lâm Thị Ý bị Kiều An Hảo mắng đến sắc mặt khó coi, giọng nói trở nên vô cùng hung hăng. Bởi vì tôi không tin trên thế giới này có nhiều sự trùng hợp như vậy. Có thể trùng hợp đến nỗi cùng sáng kiến với tôi, còn có cùng ý tưởng về trang phục múa nữa. Lúc ấy tôi đã không nghĩ ra. Bất quá bây giờ tôi đã hiểu, sợ là vấn đề xuất hiện từ cửa tiệm may trang phục múa. Lúc ấy đầu óc của Kiều An Hảo ngẩn ngơ, trong chốc lát không nghĩ ra vấn đề xuất hiện tại nơi nào. Nhưng sau khi cô nói chuyện này với Lục Cẩn Niên, nghĩ đến cửa tiệm chuyên may trang phục múa kia, giống như biết cô muốn biểu diễn tiết mục Triệu Phi Yến. Tuy rằng không biết là múa trên trống, nhưng nếu Lâm Thị Ý vô tình từ nơi nào đó lấy được tin tức này, cũng không phải là khó đoán là cô ta muốn múa trên trống. Dù sao đó là tác phẩm kinh điển cả đời của Triệu Phi Yến. Có điều cũng không sao, Lâm Thị Ý, không thừa nhận cũng chẳng là gì. Cho dù cô có ăn cắp ý tưởng của tôi, mặc trang phục múa của tôi, cuối cùng vẫn không thể lấy được hạng nhất. Kiều An Hảo nói tới đây dừng lại, bắt chước giọng điệu vui sướng khi người gặp họa của Lâm Thị Ý vừa mới hồi nãy đối với Kiều An Hạ, chậm rãi nói: chẳng qua thật sự là làm khó cô. Người từ trước đến giờ không giỏi múa, vì muốn ngáng chân tôi mà khổ tâm đi luyện múa. Tôi nghĩ mấy ngày nay cô vì luyện múa khẳng định trải qua rất thê thảm. Suy nghĩ một chút, cô thật sự đúng là đáng thương. Bất quá Lâm Thị Ý, tôi cảm thấy so sánh với khiêu vũ, phương tiện kia ở trên giường, phỏng chừng cô càng sở trường hơn đấy. Dù sao thì chuyên môn của cô là dựa vào chuyện tạo niềm vui cho đám bạn trai của cô mà. Nếu Lâm Thị Ý dám lấy khuyết điểm của Kiều An Hạ để mở lại vết sẹo của Kiều An Hạ, vậy thì đừng trách cô nói chuyện không khách khí, xé nát da mặt của cô ta ra. Vốn là lần nào Lâm Thị Ý cũng không sánh bằng Kiều An Hảo, không tranh nổi bị Kiều An Hảo làm cho khó chịu. Bây giờ còn bị cô châm chọc thẳng thừng như vậy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đã quên Kiều An Hảo đang mang thai, không hề nghĩ ngợi, vươn tay hướng về phía trên mặt Kiều An Hảo vung lên. Kiều An Hảo, đồ tiện nhân, mày câm miệng cho tao. Một tát này của Lâm Thị Ý nếu như quả thật sự đánh lên mặt Kiều An Hảo, nhất định cô sẽ đứng không vững,
cả người sẽ đụng vào bồn rửa mặt bên cạnh. Cái bồn rửa mặt kia ngang tầm với bụng của cô, lực đẩy quá mạnh, đứa bé trong bụng của cô nhất định sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng Kiều An Hảo thất kinh, lại không dám đánh trả Lâm Thi Ý. Sợ xảy ra đánh nhau, bản thân mình sẽ chịu thiệt, cho nên theo bản năng giơ tay lên bảo vệ bụng mình. Mắt thấy cánh tay Lâm Thi Ý cách mặt mình ngày càng gần, Kiều An Hảo có thể nghe được tiếng gió. Cô theo bản năng nhắm hai mắt lại. Theo sau bên tai liền nghe được âm thanh cái tát vang dội. Toàn thân Kiều An Hảo khắc chế không được liền run lên, nhưng không cảm giác được mặt mình đau. Ngược lại bên tai nghe được tiếng bạt tay. Lúc này cô mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc, thấy được một cảnh tượng khó tin. Đáng lẽ Lâm Thị Ý vung tay đánh cô, lại bị Kiều An Hạ nắm thật chặt. Mà Kiều An Hạ nghiêm nghị đứng trước mặt cô, gương mặt mang theo phẫn nộ, ánh mắt cũng không chớp, đến hướng đến mặt Lâm Thi Ý, liên tục quăng vài cái tát, vừa hung hăng vừa mạnh bạo. Thật ra Kiều An Hạ chính là một chị gái tốt, chẳng qua là vì kiêu ngạo nhưng vẫn không đành lòng nhìn Kiều A Kiều bị thương tổn. Ước chừng Kiều An Hạ tát Lâm Thi Ý đến 10 cái mới ngừng lại được. Cả người Lâm Thi Ý bị đánh đến đờ đẫn, trố mắt nhìn Kiều An Hạ, thế nhưng không có một chút phản ứng nào. Mặt cô ta sưng to, dấu ngón tay đan xen nhau, trên da thịt trắng nõn non nớt, vô cùng chói mắt. Đến khi Lâm Thi Ý cảm giác được sự đau rát truyền đến từ mặt mình, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô ta giơ tay lên, bưng kín mặt, đáy mắt đong đầy nước mắt nhìn chằm chằm Kiều An Hạ, giọng nói mang theo phẫn hận. Có ai như cô sao? Bị Trình Dạng vứt bỏ, tâm tình không tốt, lại phát tiết lên người khác sao? Bốp! Lâm Thị Ý còn chưa nói xong, Kiều An Hạ lại giơ tay lên, tàn nhẫn bạt tai cô ta. Sức đánh so với lúc nãy tất nhiên là nhẹ hơn, nhưng cũng khiến cho cả người Lâm Thị Ý đập lên vách tường, đầu đụng ra tiếng. Kiều An Hạ cũng không chờ Lâm Thi Ý kịp phản ứng, đạp gót giày đi thẳng đến, nắm cổ Lâm Thi Ý đè cô lên tường, khiến cho khuôn mặt của cô ta ngẩng lên. Sau đó nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, vênh váo hung hăng nói: Tôi nhớ rõ lần trước đã nói với cô, tốt nhất về sau khi nhìn thấy tôi và Kiều Kiều thì phải đi đường vòng. Kiều An Hảo đứng ở phía sau, cách xa khoảng 1 mét, nghe được tên mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sau khi cả người vừa mới bị mất phản ứng vì sự thô bạo mà ngang tàng của Kiều An Hạ, cô nhìn chằm chằm chị mình, cảm thấy chấn động. Hồi nãy, Kiều An Hạ sở dĩ ra tay ngăn cản Lâm Thi Ý là lo lắng cho cục cưng trong bụng của cô gặp phải nguy hiểm. Tôi cho cô biết, lúc nãy chỉ là cảnh cáo, nếu cô còn dám tiếp tục. Kiều An Hạ nói tới đây, dừng một chút, vẻ mặt càng thêm rét lạnh. Ồ, không đúng. Không phải là cô còn dám tiếp tục, mà tôi nói cho cô biết, từ giờ trở đi, tốt nhất khi cô nhìn thấy tôi và Kiều An Hảo thì hãy trốn thật xa. Lỡ như cô đụng phải tôi, nếu ngày đó tâm tình của tôi tốt, tôi sẽ cho cô một con đường, tha cho cô cũng không có gì. Nhưng nếu ngày đó vừa vặn có chuyện gì khiến tâm tình của tôi không tốt, tôi mượn cô chút giận thì phải làm thế nào đây? Kiều An Hạ nói tới đây, tàn nhẫn trừng mắt nhìn Lâm Thi Ý. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Tôi cho cô biết, tôi Kiều An Hạ không sợ trời, không sợ đất, nói được thì làm được. Nếu cô không tin, lần sau cô có thể thử. Nói xong, Kiều An Hạ muốn bỏ cổ Lâm Thi Ý, xoay người bước đi. Nhưng dư quang nơi khóe mắt nhìn qua gương, thấy Kiều An Hảo đứng cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh nhìn mình. Trong lòng Kiều An Hạ trầm xuống, nghĩ nếu mình rời đi, Lâm Thi Ý nổi điên đối phó với Kiều An Hảo, nói không chừng đứa nhỏ của Kiều An Hảo sẽ có chuyện. Kiều An Hạ cắn chặt môi rồi nghiêng đầu, tay đang nắm Lâm Thi Ý đột nhiên đổi thành kéo tóc cô ta, bước chân cao ngạo kéo Lâm Thi Ý đến phòng toilet. Trong phòng rửa tay toàn tiếng hét chói tai đau đớn của Lâm Thi Ý. Kiều An Hạ giống như chẳng nghe thấy gì. Thời điểm đi ngang qua chỗ quét dọn, thuận tay rút cây lau nhà, sau đó mở cửa phòng ngăn, mạnh mẽ đẩy Lâm Thi Ý vào trong, đóng cửa lại,
dùng cây lau nhà chặn cánh cửa, hử lạnh, xoay người hướng tới cửa phòng toilet đi ra. Chương 833: Nguy hiểm. Thời điểm Kiều An Hạ đi ngang qua bên cạnh mình, Kiều An Hảo cất tiếng gọi: "Chị." Bước chân Kiều An Hạ dừng lại nhưng không quay đầu nhìn Kiều An Hảo. Đại khái khoảng 3 giây, một lần nữa bước đi hướng về ngoài cửa. Trong phòng ngăn phía sau truyền đến tiếng chửi rủa không có hình tượng chút nào và âm thanh đập cửa rầm rầm của Lâm Thi Ý. "Chị." Kiều An Hảo tiếp tục gọi tiếng, cất bước đuổi theo, nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay của chị gái mình. "Chị, vừa rồi cảm ơn chị, nếu không nhờ chị, có lẽ em..." "Cô cảm ơn tôi làm gì?" Kiều An Hạ không đợi Kiều An Hảo nói hết lời, đột nhiên cắt đứt lời của cô, giọng điệu lạnh nhạt: "Vừa rồi tôi làm chuyện này là vì người đàn bà đê tiện kia nói năng lỗ mãng với tôi, không có quan hệ gì tới cô." Kiều An Hạ nói xong, muốn rút cánh tay khỏi tay Kiều An Hảo, nhưng bị Kiều An Hảo nắm chặt hơn. Cô sợ mình dùng sức quá mạnh làm bị thương đến Kiều An Hảo, đành phải lấy tay còn lại gỡ từng ngón tay Kiều An Hảo ra. Sức Kiều An Hảo không ngăn nổi chị gái mình, thời điểm ngón tay cuối cùng bị gỡ, nhịn không được lo lắng nói: "Chị, không phải bởi vì Lục Cẩn Niên mà tự giận mình chứ?" Khi Kiều An Hạ nghe những lời này, giống như là bị kích thích, sắc mặt liền tái nhợt, ngay cả hơi thở trong ngực cũng phập phồng. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó bỏ ngón tay Kiều An Hảo ra, nhanh chóng kéo cửa phòng, xông ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Kiều An Hảo khom người nhặt di động lên, cũng không nghĩ ngợi đuổi theo. Lục Cẩn Niên ở trong phòng khách đợi Kiều An Hảo một hồi lâu, vẫn chưa thấy cô trở lại. Gọi điện thoại cho cô, thế nhưng phát hiện di động cũng không thông. Vì thế có chút lo lắng đến toilet. Kết quả vừa đi tới phòng rửa tay thì thấy Kiều An Hạ từ bên trong vọt ra, bước chân anh dừng lại. Kiều An Hạ đi qua bên cạnh anh, sau đó chợt nghe tiếng Kiều An Hảo gọi: "Chị." Người cũng từ trong phòng rửa tay chạy ra. Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo không cẩn thận vấp ngã, theo bản năng vươn tay ôm cô, kéo vào trong ngực mình, thấp giọng nói: "Sao vậy?" Kiều An Hảo không để ý tới Lục Cẩn Niên, chỉ há miệng kêu: "Chị." Nhưng Kiều An Hạ giống như không nghe thấy, trực tiếp ấn thang máy, bước vào mà rời đi. Cánh môi Kiều An Hảo run run, theo bản năng rũ mí mắt xuống, nỗi cô đơn trên mặt không che lấp được, lộ ra ngoài. Tuy rằng Lục Cẩn Niên không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì trong phòng rửa tay, nhưng cũng biết Kiều An Hảo khổ sở là vì chị mình. Anh im lặng ôm chặt cô, một bên nhẹ giọng dỗ, một bên mang cô về phòng. Trải qua quyện chuyện như vậy, tất nhiên Kiều An Hảo không có khẩu vị mà ăn cơm nữa. Lục Cẩn Niên kêu phục vụ vào tính tiền, dẫn Kiều An Hảo ra khỏi phòng. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Kiều An Hảo nhỏ giọng đem chuyện xảy ra trong phòng rửa tay nói với anh. Từ đầu đến cuối, Lục Cẩn Niên không hề lên tiếng ngắt lời cô, lắng nghe rất cẩn thận. Thời điểm nói đến lúc cuối cùng, Kiều An Hảo còn nhẹ giọng bổ sung một câu: "An Hạ cũng vì em mới đánh Lâm Thi Ý." Lục Cẩn Niên nhẹ gật đầu, không lên tiếng, vươn tay mang theo vài phần yêu thương và sủng nịnh, vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Nhưng trên mặt của anh, đáy mắt rõ ràng là hiện lên một tia đau lòng không vui. Tuy rằng Lục Cẩn Niên đối với chuyện tình của Kiều An Hạ từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, nhưng khi anh và Kiều An Hảo về nhà, thừa dịp Kiều An Hảo đang tắm, anh lấy di động nhắn tin cho Kiều An Hạ. Anh không thích Kiều An Hạ, thậm chí từng chán ghét, nhưng Kiều An Hảo thích. Anh nguyện ý bảo vệ điều đó, giống như cô lúc vô ý nhìn thấy văn kiện phân chia tài sản của anh, biết rằng anh quan tâm đến Hứa Gia Mộc, cho nên hết lòng giúp anh và Hứa Gia Mộc chu toàn tình nghĩa anh em. Một tuần trước hôn lễ của anh và cô, tuy rằng không nói gì, nhưng anh vẫn có thể thấy được cô thực sự hy vọng Kiều An Hạ có thể làm phù dâu, thực lòng vui vẻ mà chúc phúc cho cô đi lấy chồng. Chỉ cần là cô muốn, anh sẽ cố gắng tranh thủ. Kiều An Hạ từ trong thang máy đi ra, mới ý thức bản thân mình đi quá vội vàng.
ví tiền và chìa khóa xe vẫn trong phòng tiếp khách. Cô đứng ở cửa thang máy chốc lát, cuối cùng vẫn không đi lên lầu lấy, mà lấy điện thoại di động nhắn tin cho thư ký, nhắc nhở cô ta ngày mai mang về công ty cho mình, rồi bước ra ngoài. Ban đêm có chút lạnh, áo khoác ở trên lầu, Kiều An Hạ chỉ mặc mỗi chiếc váy đơn bạc. Cái lạnh làm cô run rẩy. Bởi vì không có tiền, cho nên Kiều An Hạ dùng di động kêu một chiếc xe riêng. Lúc đang chờ xe, cô thấy xe của Trình Dạ đi ra từ bãi đậu xe ở nơi không xa. Vẻ mặt Kiều An Hạ có chút ngưng trệ, tầm mắt nhìn chằm chằm vào xe của Trình Dạ. Khoảng cách của chiếc xe càng ngày càng gần, đáy lòng của cô có một sự khẩn trương không giải thích được. Cô nhìn qua cửa kính xe, chạm vào ánh mắt của Trình Dạ. Ánh mắt của anh rất thâm thúy. Lần đầu tiên trong đời, cô thật sự không hiểu anh đang suy nghĩ gì. Khi xe sắp chạy đến trước mặt cô, đáy lòng Kiều An Hạ bỗng dưng xuất hiện một loại chờ mong. Chờ mong Trình Dạ dừng xe. Nhưng cuối cùng, người đàn ông mà cô cho rằng căn bản không tồn tại, tốc độ xe không hề có dấu hiệu chậm lại, chạy như bay qua trước mặt cô, lưu lại một trận gió mãnh liệt. Kiều An Hạ theo bản năng quay đầu, nhìn theo đuôi xe đã đi rất xa. Cảm giác trái tim mình trong nháy mắt này giống như bị khoét sạch, đi theo chiếc xe kia. Cô bình tĩnh đứng tại chỗ, thẳng đến khi chiếc xe cô gọi đứng trước mặt, cô mới tỉnh táo, lên xe, báo địa điểm rồi bắt đầu thất thần. Trong căn hộ tối mịt, Kiều An Hạ mở đèn, nhìn trong phòng, ở đâu cũng có dấu hiệu của Trình Dạ. Tâm tình càng thấy khổ sở. Một ngày này, kỳ thật cô không có làm bao nhiêu chuyện, nhưng lại cảm thấy giống như trải qua rất nhiều năm. Thân thể vô cùng mệt mỏi, toàn thân cô vô lực ngã xuống sofa, nhìn chăm chăm trần nhà trong chốc lát. Bên tai chuyển đến tiếng chuông di động báo có tin nhắn. Sau một lúc lâu, tầm mắt của Kiều An Hạ mới vòng vo, nhìn lướt qua màn hình điện thoại của mình, lại thấy được mấy chữ là My Love nhắn tin. My Love, Kiều An Hạ sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng được đó là số của Lục Cẩn Niên. Tên này là do cô đặt, nhưng vì sao bây giờ nhìn thấy cô lại không thoải mái như vậy? Kiều An Hạ cầm điện thoại di động lên, không nhìn nội dung tin nhắn của Lục Cẩn Niên mà mở thông tin ra sửa lại My Love thành Lục Cẩn Niên. Dừng trong chốc lát, nghĩ nghĩ lại đổi thành em rể. Lúc Kiều An Hạ vừa nhấn xuống xác nhận, di động lại liên tục leng keng hai tiếng. Vẫn là tin nhắn của Lục Cẩn Niên gửi tới. Mà Kiều An Hạ nhìn ra hai chữ em rể kia, trong lòng không thoải mái đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Mở ra tin nhắn, đầu tiên là thấy Lục Cẩn Niên gửi tới một tấm hình. Đó là hình lễ phục màu lam nhạt, máng trên móc áo, phía dưới còn bày ra một đôi giày cao gót cùng màu. Kiều An Hạ sửng sốt một hồi mới nhìn xuống. Tôi là Lục Cẩn Niên. Tuy rằng lúc đầu cô không đáp ứng tham gia hôn lễ của tôi và Kiều Kiều, Kiều Kiều cũng biết cô sẽ không tới, nhưng vẫn cố ý kêu người làm riêng lễ phục cho cô. Còn có chuyện bút ghi âm, Kiều Kiều cũng không biết, về sau cũng sẽ không biết. Mặc dù chỉ ít ỏi mấy lời, thế nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy phong cách làm việc của Lục Cẩn Niên, nội dung đơn giản mà trực tiếp. Kiều An Hạ nằm trên ghế salon, nhìn chăm chăm tấm hình chụp lễ phục màu xanh và giày cao gót trong điện thoại di động. Mí mắt không hề chớp thật lâu sau. Khoảng thời gian 3 phút mới có nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Kiều An Hạ bật khóc thành tiếng. Lễ phục và giày cao gót kia là 3 năm trước đây, cô và Kiều An Hảo cùng nhau xem TV. Cô nhìn chúng trang phục phù dâu ấy, sau đó chỉ cho Kiều An Hảo nói, tương lai lúc Kiều An Hảo kết hôn, cô nhất định phải làm phù dâu cho Kiều An Hảo. Hơn nữa, cô còn chuẩn bị cho Kiều An Hảo một bộ quần áo giống nhau như đúc. Cô muốn phải xinh đẹp và duyên dáng hơn cả cô dâu. Lúc đó chỉ là nói đùa, nhưng không nghĩ tới một ngày kia Kiều An Hảo kết hôn lại đem cho cô bộ lễ phục mà mình thích, thật sự tìm người làm riêng. Hình ảnh ngày ấy rõ ràng ở trên TV chợt lóe lên, ngày hôm sau phát lại, Kiều An Hảo cố ý nhớ lại sao? Còn có, một câu nói sau cùng của Lục Cẩn Niên là có ý gì? Kiều An Hảo thích anh ta 13 năm,
anh ta cũng yêu Kiều An Hảo 13 năm, thời điểm còn trẻ, bởi vì cô ích kỷ khiến cho bọn họ rõ ràng có thể thuận lý thành chương, lại trong tình yêu phải đi con đường xa nhất, còn là một vòng gian khổ như vậy. Tất nhiên là Hàn Như Sơ có lỗi, nhưng nếu không phải lúc trước cô nói với Hàn Như Sơ là Hứa Gia Mộc yêu mến Kiều An Hảo, nếu không phải vậy thì sau này sẽ không phát sinh ra chuyện bi thảm này. Phải biết rằng Kiều An Hảo cho tới bây giờ cũng không mắc nợ cô. Cô mắc nợ Kiều An Hảo mới đúng. Kiều An Hạ cô đã sai, nhưng vì sao lúc Kiều An Hảo dẫn theo Lục Cẩn Niên đến Kiều gia còn mua cho cô nhiều thứ cô thích như vậy? Tại sao phải liên tục lấy lòng cô? Vì sao ở trong toilet thấy Lâm Thi Ý nói cô như vậy liền không để ý tới bản thân mình có thai mà lao tới? Vì sao biết cô không tham gia hôn lễ còn chuẩn bị lễ phục cho cô? Cô tình nguyện nhìn Kiều An Hảo mắng mình, chất vấn mình, cắt đứt quan hệ, cũng không muốn thấy Kiều An Hảo đối tốt với cô, bởi vì như vậy khiến cô càng thêm khó chịu. Đến cuối cùng, Kiều An Hạ bật khóc, trong tiềm thức muốn giống như lúc trước, lúc khổ sở tìm Trình Dạng kể lể. Nhưng lúc cô cầm điện thoại di động mới nghĩ đến Trình Dạng và cô hình như đã không còn liên quan đến nhau nữa. Lúc cô không thấy Trình Dạng không phải là không muốn, nhưng đêm nay chạm mặt anh cô mới phát hiện, cho tới bây giờ dĩ nhiên là mình đang nhớ anh. Nghĩ tới, dưới đáy lòng của cô có một cơn đau đè nặng, từng chút, day dứt đến tê buốt. Cô tự nhận trong cuộc đời này thật sự động lòng yêu thương chính là Lục Cẩn Niên. Nhưng những gì Trình Dạng mang tới cho cô, Lục Cẩn Niên chưa từng cho cô cảm giác này. Lúc cô bị Lục Cẩn Niên cự tuyệt, đáy lòng vẫn luôn không phục. Cô cao ngạo không nghĩ là sẽ hạ thấp tư thái của mình. Nhưng đêm nay cô bị Trình Dạng thờ ơ lạnh nhạt, dường như không có việc gì. Cô phát hiện mình có khi là sợ hãi, có khi là yếu đuối. Thậm chí cô từ nhỏ đã là công chúa, được nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng lại có xúc động muốn đi khom người xin lỗi, cầu hòa với Trình Dạng. Nghĩ đến đây, trong lòng Kiều An Hạ đột nhiên kinh ngạc, quên cả khóc, chỉ nhắm mắt lại, ở trong đầu lặp lại ý niệm vừa mới hiện lên của mình. Trong phòng thật sự yên tĩnh, bầu không khí thực thích hợp cho người ta thấy rõ nội tâm của bản thân. Thời điểm lúc ban đầu quen biết là anh theo đuổi cô trước, cô cảm thấy anh tức giận, rất đẹp trai, còn là một ngôi sao lớn, lại bị Lục Cẩn Niên cự tuyệt lần thứ hai, đáy lòng cô chính là không phục. Đơn giản chỉ muốn ở chung một chỗ với Trình Dạng. Anh đối với cô thật sự tốt, tính tình cô nóng nảy lại cố chấp, nhưng mặc kệ cô phát cáu cỡ nào, anh mãi mãi cũng là dịu dàng dỗ ngon dỗ ngọt cô. Có một lần nửa đêm cô có kinh nguyệt, chắc là do uống quá nhiều rượu, đau bụng kinh, cô nằm ở trên giường đau đến lăn lộn, là anh vội vàng đưa cô tới bệnh viện, đợi cho cô hết đau mới phát hiện ngay cả giày anh cũng không mang. Kỳ thật, trong khi cô quan sát, cực kỳ hâm mộ Lục Cẩn Niên đối tốt với Kiều An Hảo, thì bên người cô cũng đã có một người đàn ông đối với cô tốt lắm, rất tốt, không phải sao? Nghĩ đến cuối cùng, Kiều An Hạ không còn cách nào khác, không đi đối mặt để xác định lòng mình, cô hoàn toàn rõ ràng khẳng định cô không rời bỏ Trình Dạng được. Cô không biết mình rốt cuộc thích Trình Dạng từ khi nào, nhưng là bây giờ cô thật sự yêu anh. Hơn nữa loại yêu này hoàn toàn không giống như loại cô từng yêu Lục Cẩn Niên. Một là xúc động muốn chinh phục, một là quyết tâm muốn gần nhau. Ngày hôm sau là ngày cô dâu chú rể, phù dâu phù rể mặc thử áo lễ phục. Lễ phục của Lục Cẩn Niên là do một cửa hiệu áo cưới tư nhân cao cấp làm riêng, còn đặc biệt mời nhà thiết kế từ Pháp về. Không chỉ có chú rể và cô dâu, ngay cả lễ phục của phù rể phù dâu cũng đều được làm riêng, có một không hai. Cửa hiệu áo cưới này có cái tên rất tầm thường, Trăm Năm Hảo Hợp. Hẹn 11 giờ trưa mặc thử lễ phục. Thời điểm Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đến, Triệu Manh, Tống Tương Tư là phù dâu cùng với phù rể Hứa Gia Mộc và Trình Dạng cũng đều đến. Bởi vì trợ lý đã kết hôn
cho nên Lục Cẩn Niên cố ý an bài anh ta làm người chủ trì hôn lễ. Bất quá hôm nay trợ lý vẫn lại đây cùng nhau náo nhiệt, thuận tiện thử tây trang mà Lục Cẩn Niên đã chuẩn bị cho anh. Trước khi tới, trợ lý nghĩ khẳng định là có người còn chưa ăn sáng, cố ý đến cửa hàng cháo đóng gói vài phần thức ăn. Thiết kế sư và nhóm phụ tá của cửa hàng đều đang sửa sang lễ phục. Trợ lý tự mình xách thức ăn mua tới, mở cửa tiếp đón mọi người lại đây ăn. Hứa Gia Mộc biết Tống Tương Tư thích ăn cháo thịt nạc và trứng muối, cố ý kéo một chén đến trước mặt, dùng muỗng khuấy khuấy hai cái ăn thử trước, cảm thấy hương vị không sai liền múc một muỗng đưa tới bên miệng Tống Tương Tư đang ngồi bên cạnh xem tạp chí. Tống Tương Tư liếc mắt nhìn muỗng cháo mà Hứa Gia Mộc đưa tới, mở miệng chuẩn bị ăn lại thấy dạ dày hơi nhộn nhạo, sau đó nhìn đứng lên không tí nào để ý đến Hứa Gia Mộc, giày cao gót đạp xuống đi vào toilet. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng của Tống Tương Tư, không nhịn được liền nhíu mày một cái. Bắt đầu từ tối qua, cô gái này hình như có điểm gì đó không đúng. Hơn nửa đêm mới về nhà, thân thể nồng nặc mùi rượu. Anh hỏi cô đã đi đâu, cô cũng im lặng, tắm rửa sạch sẽ rồi nên lên giường nằm ngủ. Anh chạm vào cô một cái, liền bị cô đạp một cước lăn xuống giường. Anh còn chưa kịp tức giận thì cô đã ôm gối, đi ra khỏi phòng ngủ, một mạch tới phòng khách, tiện tay còn khóa trái cửa lại. Sáng nay rời giường, anh vốn tưởng rằng cô sẽ cùng mình mà đi tới Bách Niên Bảo Hợp. Kết quả là lúc anh rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng ngủ, vừa mới chuẩn bị chào hỏi cô một câu, cô lại cầm lấy túi của mình, coi như anh là không khí, một mạch đi về phía cửa chính. Anh đứng ở cửa chính đá đá cánh cửa, rồi cầm theo chìa khóa xe của anh mà rời đi. Anh vội vã đuổi theo xuống lầu, vốn tưởng rằng cô sẽ chở anh, không ngờ cô đã lái xe của anh đi từ khi nào. Anh chỉ còn biết bắt một chiếc taxi đuổi theo sau. Lại thấy ở phía trước Bách Niên Hảo Hợp, cô bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Thế nhưng Tống Tương Tư vẫn không có ý tuân thủ dừng xe, cứ thế đi thẳng. Rõ ràng bãi đỗ xe của Bách Niên Hảo Hợp nhiều như vậy, nhưng cô lại cố ý dừng xe trên đường lớn. Vào trong Bách Niên Hảo Hợp, anh ngồi bên cạnh cô, cùng cô nói chuyện, cô cũng bỏ mặc. Thật ra thì nếu đổi lại là ngày trước, anh sao có thể nhân nhượng cô như vậy? Đừng nói tới chuyện cô có để ý anh hay không, mà điều trước tiên là anh còn chẳng thèm để ý đến cô. Nhưng bây giờ anh tự mình đút cháo cho cô ăn, thấy cô nhanh chóng há miệng thì tâm tình có chút chuyển biến tốt. Ai ngờ đột nhiên cô lại bày ra bộ dạng mặt lạnh, đứng dậy mà rời đi. Hai, phụ nữ đúng thật là khó hiểu. Hứa Gia Mộc cười một tiếng, cầm cái muỗi vừa định đem đút cho Tống Tương Tư bỏ vào miệng mình, nhưng đưa đến khóe miệng lại cảm thấy không nuốt nổi, liền ném cái muỗng, ngồi trên ghế salon ngây ngẩn một hồi, cuối cùng vẫn không an tâm, đành đứng dậy đi về phía toilet. Toilet và phòng thay đồ cách nhau một hành lang, bên trong đặt một vài chiếc tủ kính lớn chứa đầy các loại trang sức. Hứa Gia Mộc đi ngang qua một cái trong những tủ kính kia thì bước chân ngừng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương màu hồng trong đó. Tiên sinh, ngài muốn mua nhẫn cầu hôn hay là nhẫn kết hôn? Nhân viên phục vụ thấy Hứa Gia Mộc chăm chú nhìn hồi lâu, không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Hứa Gia Mộc giật mình hoàn hồn, thấy Tống Tương Tư không biết từ lúc nào đã từ trong toilet ra ngoài, trở lại phòng thay đồ. Anh nhìn nhân viên phục vụ lắc đầu một cái, liền cất bước chạy về phía toilet, đưa lưng vào tường nhà vệ sinh nam, châm một điếu thuốc. Vừa rồi, bỗng dưng trong lòng anh xuất hiện một loại kích động, muốn mua một chiếc nhẫn kia tặng cho Tống Tương Tư. Thẳng thắn mà nói, từ bé đến lớn, tư tưởng về tương lai sẽ kết hôn với một người con gái có gia thế môn đăng hộ đối đã ăn sâu bén rễ trong đầu anh. Sau khi anh và Kiều An Hảo hủy bỏ hôn ước, Hứa Thị lại rơi vào tay Lục Cẩn Niên. Lúc đó anh vẫn chưa biết mẹ mình đã làm nhiều chuyện sai trái như vậy. Bối cảnh gia tộc Lâm Thiên Thiên khá tốt, mẹ anh rất thích. Vậy thì anh và Tống Tương Tư sẽ không có bất kỳ liên quan nào. Tuy rằng anh cảm thấy Lâm Thiên Thiên yếu ớt quá mức, những lúc đề ra lễ cưới hỏi, Lâm Thiên Thiên không cự tuyệt. Vậy anh cần gì phải cự tuyệt?
Thật ra thì cũng không thể tính là lễ cưới, chỉ là hẹn thề bằng miệng. Nghi thức đính hôn đều còn chưa tổ chức. Có khi tận một tháng, anh và Lâm Thiên Thiên cũng không gặp mặt nhau. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh và Tống Tương Tư sẽ hòa hảo, cũng không quá để ý tới Lâm Thiên Thiên. Ngày hôm qua, cô ta chạy tới công ty tìm anh. Hôm trước anh bận rộn công việc đến tận nửa đêm, lúc mở mắt đã là quá trưa, đang còn ngái ngủ, bỗng nhiên liền bị Lâm Thiên Thiên ôm lấy bổ nhào lên giường, áp lên người anh, hỏi anh khi nào thì bọn họ cử hành hôn lễ. Lúc nghe thấy câu đó, chẳng biết thế nào mà trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Tống Tương Tư. Chần chừ một hồi lâu, anh mới nhìn Lâm Thiên Thiên trả lời một câu cho có lệ, là chờ cô ta tốt nghiệp rồi tính. Sau khi Lâm Thiên Thiên lại nhải nói về chuyện tổ chức hôn lễ, càng nói trong lòng anh càng như có cái bị cái gì đó đè nén, cuối cùng liền đẩy mạnh cô ta ra, xuống giường đi vào toilet. Có lẽ là bắt đầu từ hôm qua, trong lòng anh bắt đầu có chút dao động. Hôn nhân trên thương trường thật sự là một lợi thế then chốt, nhưng chẳng phải là bố và mẹ anh là một ví dụ cho bi kịch đó sao? Mà Lục Cẩn Niên với Kiều An Hảo thì sao? Bọn họ không có tranh cãi, mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Cho dù có cãi nhau thì sau đó cũng bị cuốn đi vì hạnh phúc. Đừng nói là bọn họ, đến cả người ngoài cuộc nhìn vào đều cảm thấy hạnh phúc thay. Hứa tiên sinh, ngài ở trong này làm gì vậy? Trợ lý cứ đẩy cửa toilet liền nhìn thấy Hứa Gia Mộc đứng một bên thì có chút sửng sốt mở miệng hỏi. Hứa Gia Mộc dụi tắt điếu thuốc trong tay, không nói gì, rửa sạch tay, sau đó ra khỏi toilet. Vừa đến cửa phòng thay đồ, anh liền thấy cánh cửa phòng thay quần áo nữ đang mở. Tống Tương Tư mặc một chiếc váy lụa dài màu trắng, khoác một chiếc áo khoác ở bên ngoài, tóc dài vấn cao, lộ ra chiếc cần cổ tinh tế từ bên trong đi ra. Bước chân của Hứa Gia Mộc dừng lại, nhìn chăm chăm Tống Tương Tư đang bị Kiều An Hảo với Triệu Manh vây quanh mà không hết ngờ lời khen ngợi. Tuy chiếc váy này là trang phục của phù dâu, nhưng lại khiến anh rung động từ tận sâu nơi đáy lòng. Thậm chí trong đầu anh bây giờ đang không ngừng bắt đầu vẽ ra một Tống Tương Tư mặc áo cô dâu, so với hiện tại thì sẽ có biết bao nhiêu xinh đẹp động lòng người. Tống Tương Tư là cô dâu, vậy ai sẽ là chú rể? Tim Hứa Gia Mộc khẽ đập chậm một nhịp. 7 năm trước, thẳng thắn mà nói thì anh cũng không hiểu vì sao năm đó lại có lòng tốt mà cứu Tống Tương Tư, sau đó lại xấu xa đem giữ cô ở bên người nhiều năm như vậy cũng không chịu buông. Anh vẫn cảm thấy bản thân nên cứ như vậy mà kết hôn, cho nên trong 7 năm ở đây, mặc kệ anh và Tống Tương Tư đã có bao nhiêu thời gian vui vẻ ở bên nhau, từ đầu anh đã nghĩ sẽ cùng cô kết hôn. Không bao giờ như thế, nhưng anh lại không nghĩ tới việc cô sẽ lại đi lấy người khác. Hiện tại anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là cô sẽ cứ xinh đẹp như vậy mà làm cô dâu của người khác. Tim anh sẽ như bị đâm thủng một lỗ, không ngừng co rút vì đau đớn. Anh Gia Mộc, anh làm gì ở trong này mà ngẩn người vậy? Giọng nói trong trẻo của Kiều An Hảo đột nhiên truyền đến. Anh liền giật mình nhìn chằm chằm Tống Tương Tư. Hứa Gia Mộc khó khăn chuyển rời tầm mắt đến bên người Tống Tương Tư. Thế nào? Lục Cẩn Niên chỉ vào mấy bộ quần áo nam trên tay nhà thiết kế nhắc nhở. Thử đồ. Hứa Gia Mộc à một tiếng vào phòng thay quần áo nam. Kiều An Hạ biết hôm nay Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo đến mặc thử lễ phục. 2 ngày trước mẹ cô cũng gọi điện cho cô, nói là có đặt cho cô vài bộ quần áo, nhắc nhở cô hôm nay phải đến đây mặc thử. Kiều An Hạ khóc tới nửa đêm, ngày hôm sau tỉnh lại thì mắt đã sưng to, nếu không dám nhìn người khác, bản thân cô nghĩ sẽ không tới. Cuối cùng do dự một chút vẫn là lái xe đến đây. Lúc Kiều An Hạ dừng xe trước Bách Niên Hảo Hợp, thấy xe của Trình Dạ, trong mắt cô có chút hoảng sợ, không dám bước vào, tìm chỗ trống để đỗ xe. Kiều An Hạ ngồi trong xe nhìn chằm chằm xe Trình Dạng hồi lâu, đến cuối cùng vẫn không có dũng khí mà đẩy cửa bước ra, không biết ngồi trong xe đã bao nhiêu lâu. Kiều An Hạ thấy bóng dáng từ chiếc xe hơi màu đen sang trọng bước xuống.
Nhìn bóng dáng này, có lẽ là phụ nữ, tuổi không nhỏ, đội mũ và bịt mặt bằng khẩu trang, che kín khuôn mặt. Kiều An Hạ không nhận ra là ai, nhưng cảm thấy hình bóng dáng kia cực kỳ quen thuộc. Trong đầu cô đang lục lọi trí nhớ xem người đó là ai, thì cô lại thấy người đó lấy từ trong túi mang theo bên người ra một đồ vật sáng loáng nhét vào trong áo. Tốc độ của người kia rất nhanh, nhưng Kiều An Hạ vẫn thấy rõ ràng đồ vật ấy là một con dao găm. Cô nghi hoặc nhíu mày, trong lòng có suy nghĩ lung tung. Ban ngày ăn mặc như vậy còn cầm theo dao găm để làm gì? Một người khác đứng trước thang máy giơ tay lên bấm nút đóng cửa thang máy, trên tay để lộ ra một vòng ngọc làm cho Kiều An Hạ lập tức đứng thẳng người. Vòng ngọc kia cực kỳ quen thuộc, cô chắc chắn đã gặp rất nhiều lần. Rốt cuộc là đã thấy nó ở đâu? Càng nóng nảy muốn biết thì đầu óc Kiều An Hạ càng loạn. Cuối cùng không nhịn được, liền tự vỗ mạnh vào trán một cái. Đúng lúc cửa thang máy đóng, Kiều An Hạ lại liếc qua chiếc vòng ngọc đó. Cô đôi mắt liền mở lớn nhất có thể. Hàn Như Sơ. Cô nhớ chính là Hàn Như Sơ. Khó trách cảm thấy bóng dáng quen thuộc như vậy. Lúc còn rất nhỏ, cứ mỗi một lần nhìn thấy Hàn Như Sơ thì cô nhất định sẽ thấy chiếc vòng đó. Không đúng, đang yên đang lành, Hàn Như Sơ lại chạy tới Bách Niên Hảo Hợp làm gì? Kiều An Hạ đang ở đây, có nhiều người như vậy, cả em gái mình, thì một mình bà ta có thể sẽ gây ra sóng gió gì được? Nhưng mà tại sao bà ta lại mang theo dao găm? Càng suy nghĩ, đáy lòng Kiều An Hạ càng khủng hoảng. Cuối cùng không suy nghĩ được nhiều, liền nhanh chóng đẩy cửa xe, nhảy xuống xe, vội vàng chạy nhanh tới cửa thang máy. Từ trong thang máy đi ra, vừa đúng lúc Kiều An Hạ thấy bóng dáng Hàn Như Sơ quay về phía nhà vệ sinh. Hàng lông mày của cô cau lại, cũng theo về phía toilet. Lúc Kiều An Hạ bước vào toilet thì thấy Hàn Như Sơ kéo một vòng cạnh cửa đi vào. Cô sợ bị phát hiện, liền học bộ dạng bà ta kéo cửa phòng bên cạnh đi vào trong đó. Sau đó xuyên qua khe cửa, liền thấy Hàn Như Sơ ở phía đối diện khóa trái cửa phòng lại. Hàn Như Sơ ẩn núp trong toilet làm gì? Kiều An Hạ tràn đầy nghi ngờ. Chỉ có Kiều An Hạ không thấy Hàn Như Sơ ra nên trong lòng bứt rứt. Đang đứng ở trên bồn cầu không thể ra được, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra cửa phòng đối diện. Bởi vì lúc xuống xe vội, cô không kịp mang theo điện thoại di động. Ngồi trong phòng vệ sinh không làm gì nên có chút nhàm chán. Cuối cùng nảy ra ý tưởng xé giấy vệ sinh. Lúc ngồi trong đó, đem giấy vệ sinh gần như bị đem xé sạch, thì cửa phòng vệ sinh bỗng dưng lại được mở ra lần nữa. Sau đó là giọng nói của Kiều An Hảo: Triệu Manh, đưa cho mình cái khăn ướt. Tiếp theo tiếng nói không rõ của Kiều An Hảo, có một gian phòng vệ sinh đang đóng cửa. Triệu Manh dường như là chỉ tới để giúp Kiều An Hảo, cô không đi vệ sinh. Sau khi đưa cho Kiều An Hảo khăn ướt thì đi ra khỏi toilet, đứng chờ ở bên ngoài. Thời gian Kiều An Hảo đi toilet rất ngắn, chỉ có 2 phút. Cô nghe thấy phòng riêng có tiếng xả nước, sau đó cánh cửa phòng riêng bị mở ra. Kiều An Hạ nhìn qua khe cửa thì thấy giày đáy bằng của Kiều An Hảo đi trên mặt đất, cuối cùng dừng lại ở trước bồn rửa tay, có tiếng nước chảy truyền ra. Kiều An Hạ mơ hồ nghe thấy tiếng khóa cửa phòng riêng đối diện mình. Hàn Như Sơ nán ở bên trong lâu như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Toàn thân Kiều An Hạ đều căng cứng lên, có một dự cảm không tốt bò đầy người cô. Cô cũng nhẹ nhàng mở khóa phòng riêng, lặng lặng thản nhiên xem chừng Hàn Như Sơ ở đối diện. Qua ước chừng 10 giây, Hàn Như Sơ mở cửa đi ra ngoài. Kiều An Hạ nhìn rõ, Hàn Như Sơ lấy trong túi ra một con dao, tựa như sợ quấy rầy Kiều An Hảo, nhẹ nhàng rón rén đi về phía cô. Kiều An Hạ thấy vậy, rốt cuộc cũng hiểu rõ tính toán của Hàn Như Sơ. Sở dĩ bà ta vẫn luôn nán lại trong phòng rửa tay, hóa ra là ôm cây đợi thỏ Kiều An Hảo. Bởi vì mặc thử áo cưới tốn nhiều thời gian, Kiều An Hảo không có khả năng không đi toilet. Chỉ cần cô vừa xuất hiện, bà ta liền có thể thừa dịp lúc Kiều An Hảo không phòng bị, đâm cô một dao. Tiếng nước chảy ở toilet vừa đúng lúc che đi tiếng bước chân Hàn Như Sơ. Nếu không phải Kiều An Hảo quay đầu thì hoàn toàn không biết nguy hiểm đang tới gần.
Nếu Hàn Như Sơ đâm Kiều An Hảo một dao từ sau lưng, cho dù Kiều An Hảo nhặt được một mạng đứa bé trong bụng, chắc chắn sẽ không giữ được. Kiều An Hạ nghĩ tới đây, đột nhiên kéo mạnh cửa, lớn tiếng hô một câu với Kiều An Hảo đang rửa tay. Kiều Kiều, cẩn thận! Từ đầu đến cuối, Hàn Như Sơ không hề nghĩ tới trong toilet còn có người thứ ba. Bà ta thấy hành tung của mình bị bại lộ, chẳng những không thù lại, ngược lại còn hung hăng hơn. Hôm nay, nếu bà ta đã đến đây, sẽ không ôm lấy kết quả tốt để rời đi. Con trai của bà đã quay lưng về phía bà ta, chồng của bà ta cũng không để ý tới. Vinh quang và tôn nghiêm, bà ta chiến đấu hơn nửa đời người, đều bị bọn họ hủy sạch. Bà ta bị người ta mắng là đồ đàn bà độc ác, làm sao có thể can tâm? Dựa vào cái gì con trai của bà, của kẻ thứ ba, có thể lấy vợ, có thể sinh con, còn có thể được con trai của bà bảo vệ? Tiện chủng kia vốn không nên tồn tại trên thế giới, tại sao cuối cùng lại sống một cuộc sống thuận buồm xuôi gió như vậy? Còn bà thì sao? Sống một cuộc sống thống khổ, sống không bằng chết. Trong lòng bà chất đầy oán hận, ban đêm bà nằm mơ đều muốn hóa thành ác quỷ bóp chết bọn họ. Không phải Kiều An Hảo là bảo bối quan trọng nhất trên thế giới này của tiện chủng kia sao? Được thôi, bà ta sẽ giết chết bảo bối quan trọng nhất đó. Không đơn thuần là một người, còn muốn cả đứa bé kia nữa. Bà ta muốn để cho tất cả bọn họ đều chết hết. Bà đã hai bàn tay trắng, tiện chủng Lục Cẩn Niên kia cũng muốn hai bàn tay trắng. Mọi người đồng quy vu tận. Nghĩ đến đây, bên môi Hàn Như Sơ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt khát máu. Đến cuối cùng thì phát ra tiếng cười có chút rớm người. Dường như bà ta đánh mất tất cả lý trí cùng tính người. 5 giây sau khi Kiều An Hạ nói xong, bà ta nắm chặt chuôi dao, xông về hướng bụng của Kiều An Hảo, đâm vừa ngoan độc vừa chuẩn xác. Kiều An Hảo vốn đang rửa tay, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, sửng sốt một lát mới ý thức được giọng của Kiều An Hạ. Cô theo bản năng xoay người lại, kết quả nhìn thấy sau lưng mình khoảng chừng 2 thước, một người mang khẩu trang đang cầm dao găm xông mạnh về phía cô. Hết tập 52. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đang dần dần kết thúc bộ truyện Hôn Trộm 55 lần. Và trong thời gian này thì bộ truyện mới Chìm Trong Cuộc Yêu cũng đã bắt đầu phát sóng vào khung giờ buổi tối. Vậy nên những tập cuối cùng của bộ truyện Hôn Trộm 55 lần sẽ dành khung giờ vào buổi trưa. Trong thời gian tới, nhóm Admin đã có một dự án mới, là một dự án đọc một bộ truyện vô cùng hấp dẫn, hiện tại cho đến giờ vẫn đang được dịch. Nhóm Admin sẽ up bộ truyện mới vào một kênh mới của nhóm. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Mọi thông tin các bạn có thể vui lòng truy cập fanpage của nhóm được dán ở trên các phần mô tả của video để cập nhật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.